Hi, chào mừng đến với một video khác của The IELTS Workshop. Mình là Khánh Minh đến từ The IELTS Workshop và hôm nay chúng ta sẽ đến với một video về speaking sample. So as you know, the whole of COVID-19 situation used to have no clear end in sight, but we can get optimistic now, especially after the vaccine was launched. So now it's time for us to plan for the new holiday. I know all of you are dying to have a proper vacation after a long time of staying put. So today we are talking about the pros and cons of having a vacation during holiday season. Rồi, thì khi mà nói về vacation thì cái từ đầu tiên mình muốn chia sẻ với các bạn đó chính là go all out. To go all out có nghĩa là mình sẽ cố gắng hết sức và mình nỗ lực hết sức để mình làm được một việc gì đó. Ví dụ, we want to go all out for the holiday season this year. Ok, rồi. Và từ tiếp theo là khi mà chúng ta nghĩ về cái chuyện mà mình đi du lịch trong cái mùa lễ hội đó, thì cái cons đầu tiên mình sẽ nghĩ đến đó chính là nó rất là đông. Crowded, it's very crowded, right? Và khi mà rất nhiều, rất đông người mà đi du lịch thì chuyện gì sẽ xảy ra? Đó chính là các khách sạn nó sẽ bị chiếm hết, đúng không? Thì mình sẽ có một từ tiếp theo đó là occupied. Occupied có nghĩa là một cái thứ gì đó, một cái căn phòng, một cái tòa nhà nó đã bị chiếm, nó có người ở rồi. Ok, for example, we cannot stay in that hotel because it's all occupied. Ok, từ tiếp theo là một từ liên quan đến nỗi sợ. Thì khi mình muốn nói là mình sợ cái gì đó thì mọi người sẽ thường dùng chữ scared of hay là afraid of. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một từ khác, đó chính là chữ dread. If you dread something, you are really afraid of that. Ha, rồi, và for example, I really dread spiders. I mean, they are disgusting. Ok, và từ cuối cùng đó chính là chữ refrain from. Refrain from nghĩa là mình sẽ tránh làm một việc gì đó. Ví dụ, I refrain from going out during the rush hour because the traffic jam is usually very terrible. Rồi thì mình sẽ nói đến cái cons thứ hai, đó chính là đi du lịch trong mùa lễ hội thì nó rất là tốn kém. Rồi, vậy thì cái từ đầu tiên mình nghĩ đến khi mà nhắc về vấn đề tốn kém đó chính là tính từ pricey. Pricey, bình thường thì chúng ta sẽ dùng expensive. Tuy nhiên, chữ pricey là một cách nói khác mà các bạn có thể dùng để khiến cho câu của mình nó trở nên linh hoạt hơn. For example, I have just bought a really pricey camera and it has cost me half of my salary. Rồi, cái từ tiếp theo mà đó chính là cái tính từ để mình miêu tả một cái lối sống hơi bị hoang phí, đó chính là tính từ extravagant. Extravagant. Okay. For example, most celebrities have extravagant lifestyle. Ok, tiếp theo mình sẽ nói về một cái idiom, một thành ngữ mà các bạn sẽ có thể dùng khi nói về cảm giác rất là đau xót sau khi mình đã chi tiêu rất nhiều tiền cho một món đồ gì đó. Ok, lúc đó các bạn sẽ cảm thấy muốn pull your hair out. Pull your hair out, dịch ra nghĩa đen thì có nghĩa là nắm tóc kéo ra, đúng không? Nhưng mà nó không có liên quan gì đến tóc ở đây cả. Nó sẽ có nghĩa là nó làm cho bạn cảm thấy rất là khó chịu ha. Nó làm cho bạn cảm thấy rất là buồn. Ok, for example, after spending about 10 million for the new gym membership, I just wanted to pull my hair out because it's so pricey. Ok, mình có một idiom tiếp theo dành cho mọi người, đó chính là cụm từ hurt my wallet. Hurt someone's wallet. À, một cái thứ gì đó nó hurt your wallet, nghĩa là nó khiến mình bị đau ví, nó khiến mình bị thâm hụt tài sản rất là nhiều. Alright, rồi, vậy chúng ta đã có 4 từ liên quan đến cái cons thứ hai, đó chính là it's very expensive. Rồi, bây giờ mình sẽ đến với phần tiếp theo nha, đó chính là nói về cái pros của việc traveling during a holiday. Rồi, từ đầu tiên mà mình muốn nói đến vấn đề pros chứ là mọi người sẽ có một cái thời gian rất tuyệt vời. You will have a great time traveling to a different place, right? Rồi, tại sao mình lại cần có một cái thời gian mà mình đi nghỉ mát như vậy? Đó là bởi vì mình đã có một năm làm việc hết sức là, đúng rồi, mệt mỏi, cực nhọc, phải không? Thì chúng ta sẽ có một tính từ là strenuous. Strenuous, ok? Strenuous có thể dùng để miêu tả một cái working week. Ví dụ ngày tuần đó bạn phải chạy deadline rất là mệt, bạn phải thức khuya dậy sớm, thì đó là một cái strenuous working week.
trong trường hợp của chúng ta thì chúng ta đã có một cái năm rất là strenuous đúng không nào? Rồi, okay, từ tiếp theo mình sẽ nói đến đó chính là một cái danh từ, một cái danh từ mà nhìn nó giống như là một động từ vậy mọi người. Đó chính là get away, viết liền get away. Ok, một cái get away chính là một cái sự mà mình tạm thời mình trốn thoát khỏi những cái công việc hiện tại của mình và mình sẽ đi một nơi xa để mình thư giãn, thì đó là một cái chuyến get away. Ok, so for example, I'm planning for a getaway this weekend. I just can't stand my strenuous working schedule. Rồi, và từ cuối cùng của chúng ta đó chính là rejuvenate. Rejuvenate. Đây là một cái động từ để nói về hành động. Nếu mà chúng ta, sau khi mà chúng ta rất là mệt mỏi thì chúng ta sẽ làm gì ha? Sẽ stress, chúng ta sẽ muốn làm mới lại bản thân. Thì chữ rejuvenate nó sẽ có nghĩa là bạn sẽ thư giãn và làm mới lại mình để khiến cho mình có nhiều năng lượng hơn. Alright, so for example, I just want to go to a spa to rejuvenate because deadlines have made me really, really tired these days. Okay, so now we are going to have a full answer of the question, what are the pros and cons of having a vacation during holiday? Okay, so if you want to go all out for the vacation this time of the year, you have to be prepared that it's going to be really crowded. Imagine the beach that are packed with people, the long queues of people at the airport, and also the occupied hotels. If you dread those things, try to refrain from going on the holiday during this time and try to travel around it. So on top of that, traveling during this time can be really pricey. I mean, just because you want to get a flight ticket during this time, you may have to want to pull your hair out. Moreover, the hotel prices and every kind of service are all the way up. So if you want to save some penny, just think again, because traveling during holiday season can be really extravagant and it can hurt your wallet. However, with all that being said, traveling during this time is a great time because, you know, maybe you have used up all of your paid leave for the year and this is the only time you can have for yourself. So it's great for you to find some time for respite, try to have a little getaway from everything and just enjoy time to rejuvenate yourself. So I think that would be worth it because it can fuel you and you can feel more refreshed and energized for the rest of the year. Và đó là kết thúc phần speaking sample của mình ngày hôm nay. Hy vọng các bạn đã thích video. Đừng quên like, subscribe cho YouTube channel của The IELTS Workshop Thành phố Hồ Chí Minh để không bỏ lỡ những video thú vị tiếp theo. Mình là Khánh Minh đến từ The IELTS Workshop. Xin chào và hẹn gặp lại.